Chào anh Sang nha. Chào anh Sang quý vị ơi. Chào chị ơi nha. Vui vẻ nha chị. Chị Loan ở đây không chị? Có. Dạ. Dòng Loan đang chuẩn bị đi nha quý vị. Hôm nay chắc mấy anh chị là đi vỗ tổ sân khấu quý vị ơi. Đấy là lịch của chị Loan khá là bận rộn. Ngày 13, 14, 15 rất là bận rộn ha. Đi dự vỗ tổ sân khấu tại một số cái đoàn cải lương người ta mời. À, chị Loan chúng ta nè quý vị ơi. Quá đẹp luôn. À, chị Loan bữa nay tươi quá ta. Chào chị Loan nha. Em chào anh chị nha. Đó chị Loan với lại vợ chồng anh Huy Sang đang đi vỗ tổ sân khấu quý vị nha. Quý vị vừa xem những hình ảnh chị Hồng Loan cùng vợ chồng anh Tư Sang ha, đã lên xe để đi dự lễ cúng tổ quý vị. Lễ cúng tổ sân khấu diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 9. Có thể nói là con gái của cô nghệ sĩ khá là bận rộn với công việc của mình ha. Bây giờ thì chị Hồng Loan đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình là ba đã không còn nữa thì con gái sẽ lo cái ngày lễ cúng tổ cho chu toàn quý vị. Rất nhiều những cái lời mời của các cái đoàn cải lương mời con gái của nghệ sĩ để đi dự lễ cúng tổ. Đây giống như là một món quà tri ân đến một cái người nghệ sĩ đã dành toàn bộ tâm huyết của mình một đời là cống hiến cái giọng hát gửi đến khán giả gần xa nha. Đó mọi người thấy không, Hồng Loan khá là bận rộn chứ không phải như phía bên kia. Phía bên kia nó rảnh rỗi xin ông nội quý vị, gọi như là nó rảnh rỗi xin ông nội đấy. Nó suốt ngày nó lôi kéo những cái chuyện xấu của chị Hồng Loan là bơi móc từ câu chuyện hát nhép đó. Ngay cả cái thằng Hai Bóng trước đây cũng đã thừa nhận trên báo là có hát nhép nha quý vị. Đó là một câu chuyện thật sự hết sức bình thường. Và câu chuyện hát ca cổ là mọi người phải biết là phải có tài năng, phải có sự luyện tập và có cả một quá trình nha. Chị Hồng Loan thì cũng mới lấn sân vào cái lĩnh vực này nên cũng phải tiếp tục trao dồi và học hỏi, và cũng hy vọng là chú Ngân Tuấn sẽ tiếp tục nâng đỡ chị Hồng Loan để sau này có thể là có những cái phần trình diễn hát hay hơn đó. Và hôm nay thì trên các hội nhóm cũng chia sẻ một thông tin là khá là vui luôn quý vị. Người ta gọi hôm nay là thứ sáu ngày 13 là ngày toàn quốc sao kê, sau khi mà bên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có một cái tung một cái bản hơn 12.000 trang các danh sách tổ chức cá nhân đã quyên góp ủng hộ cho đồng bào phía Bắc bị bão lũ ha. Danh sách khá là dài. Tuy nhiên là cũng có lộ ra những cái dòng tin nhắn là người ta gọi như là phao tin đó quý vị, gọi như là đánh bóng tên tuổi khi mà nhiều người dùng Photoshop để mà nâng khống cái số tiền mình ủng hộ lên. Nhiều người là ủng hộ 500 ngàn thì ghi thành 500 triệu. Đó là một cái con số không thể chấp nhận được. Đó thực sự là gọi người ta gọi là của ít lòng nhiều, mà quan trọng là cái tấm lòng thôi chứ không ai mà quan trọng cái chuyện mà ủng hộ ít hay ủng hộ nhiều. Ở trên trang của nhà báo Xuân Minh cũng chia sẻ như này quý vị. 10k, 20k hay 100k là đều quý hết quý vị. Tùy theo sức của mình thì phải làm sao Photoshop. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cứu trợ Trung ương đã sao kê công khai chi tiết các khoản đóng góp và đã lộ ra hết rồi. Người dân bão lũ đã khổ, đừng làm họ mất thêm lòng tin. Đó thực sự là mình ủng hộ bao nhiêu thì mình để bấy nhiêu đi, chứ đâu có phải yêu cầu là phải ủng hộ nhiều mới gọi là có, mới là có tấm lòng đâu quý vị. À, thực sự những cái kẻ mà gọi như là muốn đánh bóng tên tuổi, muốn gọi như là muốn chơi trội đó quý vị, thực sự là có nhiều người là phải lộ mặt, phải xóa ngay những cái dòng tin nhắn quý vị. Đó thực sự là không biết là hôm nay khi mà cô Xích biết được cái thông tin mà ngày toàn quốc sao kê thì cô ta có bị nhột hay không, sau khi hơn một năm qua thì cái chuyện sao kê của ta vẫn chưa làm rõ quý vị. Đó người ta thì ai cũng một lòng chung hướng về đồng bào bão lũ, còn mẹ con của họ thì suốt ngày hơn thua vụ đòi nhà cho ở nhờ. Rồi đến bây giờ cái câu chuyện sao kê vẫn chưa làm rõ, mà chúng ta có thấy một cái động thái nào bên họ mà ủng hộ cho ai đâu không. Đó nghe nói là team của Hồng Loan là chị Ba Bình Tinh, Linh Tý Bích Châm, anh Nguyên Vũ, ai cũng ủng hộ hết, cả Hồng Loan cũng ủng hộ mà cũng mọi người. Chúng ta không chỉ ủng hộ tiền mà những nhu yếu phẩm từ đồ ăn, thức uống, rồi băng vệ sinh, những cái này cái kia quý vị. Đó mọi người thấy không, thật sự là rất là trân quý những cái team bên phía yêu thương mà đến.
Rồi những cái kẻ mà vì lòng tham gieo nhân nào gặt quấy mà quý vị. Hồng Loan làm những việc thiện thì bây giờ mới được quả ngọt, mới được mọi người yêu mến. Còn cái lũ kia thì là những cái lũ bu bám sầu sắc chết, những cái lũ mà sống nương nhờ vào cái sự nổi tiếng của nghệ sĩ để phá 5 căn nhà một lượng vàng. Cái câu chuyện này chúng ta nói quá nhiều rồi. Và mới đây nhất một cái thông tin từ những cái cô bán trà đá, mấy chú chạy xe ôm nghe nói là cái quán của bà Lành Chành Bùn đóng cửa rồi quý vị. Nghe nói là buôn bét hết, bây giờ không ai ủng hộ, bây giờ ế quá ế chổng vó rồi. Bây giờ đóng cửa buôn bét hết trơn rồi. Đó, coi như là tụi nó cũng đã tới ngày tàn. Rồi những cái kẻ như là thằng Hai Bóng bây giờ cũng hủy show phút chót do là ế show quý vị. Một cái động thái khá là mới, nhiều người cũng bức xúc sau khi mà cái thằng luật sư khờ đã ngồi livestream cùng với thằng Thám Tử và cái thằng Lê Tím. Tụi nó coi như là có những cái động thái coi như là cổ vũ cho bên phía bà Xích trước khi mà diễn ra phiên tòa tháng 9. Đó, nó lên nó nói đây là cái vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Bu Linh chứ không phải là cái vụ đòi nhà cho nhờ. Trước đây thì chúng ta cũng đã biết cái kênh là cái tên này là một cái kênh là bu bám vào drama của Hồng Loan, rõ ràng là anh ta tự tìm tới Hồng Loan và anh ta nói là sợ sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho Hồng Loan mà không lấy một đồng tiền nào, gọi như là luật sư miễn phí đấy, để rồi khi mà lộ cái bản mặt thật của anh ta là không có không trục lợi được nữa thì anh ta quay xe. Cũng giống như là cái thằng Lê Tím, được người tự xưng là rất là thân thiết của nghệ sĩ Bu Linh, cũng đã quay xe phút chót khi mà lúc đầu tham gia drama này thì anh ta nói là hứa là sẽ bảo vệ cho Hồng Loan, đứa con gái hợp pháp và duy nhất của cố nghệ sĩ Bu Linh. Đó, thực sự là những lão này người ta tự tìm đến, giống như con Le Le thôi chứ đâu có ai cần tụi nó tới làm gì. Con Le Le trước đó lúc mà lần đầu nó tham gia drama này nói là đòi giúp cho chị Hồng Loan, đòi mua nhà 60 tỷ, đòi giúp đỡ 500 triệu mà chị Hồng Loan nó có nhận. Đó là một người thông minh đó quý vị, không phải tiền ở trên trời nó rơi xuống đâu, người ta phải biết tại sao họ giúp mình, họ giúp mình là có mục đích gì. Đó, thực sự là chúng ta, chị Hồng Loan cũng thực sự rất là tỉnh táo quý vị. Và cho đến thời điểm hiện tại thì những cái câu chuyện mà bên phía bên kia nó dẫn dắt về cái vụ tranh giành nhà số 5 thì luật sư Tuyết Ngọc cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Hiện tại chị Nguyễn Thị Minh Thái cũng đang tiếp tục là thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích của Hồng Loan. Đó, mặc dù là chị Ni không lên tiếng nhưng mà vẫn âm thầm giúp đỡ chị Hồng Loan nè. Nên cô bác chúng ta thật sự an tâm nha. Đó, và cùng với luật sư Tuyết Ngọc nữa mà có má Tư Quốc Thanh và chị Ba Bình Tinh. Còn những cái lũ bên cần cờ nó dẫn dắt cái đàn bò của nó thì chuyện của tụi nó mình không quan tâm nha. Quan trọng là bây giờ chúng ta lo cho việc làm ăn, lo để mà giúp đỡ bà con bão lũ cũng như là lo buôn bán thôi. Còn tụi nó nói là chuyện của tụi nó, chúng ta phải thực sự có một niềm tin mãnh liệt để ủng hộ những cái lẽ phải quý vị, ủng hộ những công lý thuộc về chị Hồng Loan. Cái bản tin ngày hôm nay của mình ở đây sẽ được tạm dừng nha. Có những cái tin tức gì mới thì mình sẽ cập nhật video ngay với quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.